Tiếp theo phần trước, sau khi trở về từ cuộc nói chuyện với chiến thần và các đấu vương Jin có một buổi tối vô cùng đẹp, nhìn cái mặt của cậu là đủ hiểu. Nói trắng ra thì cũng tại thanh đoạt khí kiếm mà chiến thần đã đưa khi đó, nó đã rút ám khí cả đêm nên cậu chẳng ngủ được chút nào cả. Đúng lúc này bát vương Gamun bất ngờ xuất hiện và giới thiệu bản thân, ta là Gamun và ta sẽ là người đầu tiên huấn luyện cho cậu. Jin nghe thế thì cũng ngờ ngợ nhớ ra hình như ông ấy là người mình đã gặp khi vừa đến đây, đúng là như vậy, sau đó hình như cậu đã tự mình tắm rửa sạch sẽ nhỉ. Chắc bên ngoài đã rất nhiều thời gian trôi qua rồi nên cậu mới tắm rửa tốt như thế, nhưng mà hiện tại nhìn cái sắc mặt của cậu thì chẳng tốt tẹo nào. Dù vậy trước khi bắt đầu huấn luyện thì chúng ta cần xác nhận một việc rằng ta vẫn chưa thể công nhận cậu được. Nói rồi Gamun cắm thanh kiếm của mình xuống đất, nếu cậu có thể vung thanh kiếm này 10.000 lần thì cả 10.000 lần liệu có giống nhau không? Giờ thì hãy chứng minh cho ta thấy đi, nếu ngay cả thế mà cũng không làm được thì đừng có mơ tưởng học được gì từ ta nữa. Cùng với nét mặt có phần khinh bỉ trước đó của Jin cậu bắt đầu cầm thanh đại kiếm lên và vung nó, lần lượt là 2.000 rồi tới 3.000, 5.000, 5.500, 7.000. Thời gian cứ trôi qua và việc vung kiếm của Jin vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến mà ngay cả Tan Teo cũng phải ngạc nhiên về cái thể chất của cậu. Những chiến binh gần đó cũng thấy làm hiếu kỳ với việc này. Nhìn bên kia kìa. Xung quanh sân tập tụ tập mỗi lúc ngày một đông các Miung ung quang. Họ lấy làm ngạc nhiên với nhân loại bên dưới. Chưa gì mà cậu ta đã vung kiếm được 8.000 lần rồi đấy. Không thể nào. Cứ thế này chẳng phải cậu ta sẽ lập một kỷ lục mới luôn rồi sao. Bên dưới bây giờ đã là lần vung thứ 9.000 của Jin, người đã phá bỏ lời nguyền là một kiếm sĩ kém cỏi ở kiếp trước và tái sinh lần nữa vào kiếp này. Cậu nhớ lại những lời của chị Luna khi đó, hãy nhìn mọi thứ bằng tâm nhãn. Đối với những người cầm kiếm thì đạt được tâm nhãn chính là thứ quan trọng nhất, cho nên em không được mở mắt ra trong bài tập này. Từ những lời chị dạy của chị Luna cho tới huấn luyện thuần thạch với chú Z, bài kiểm tra mà mọi đứa trẻ trực hệ của Jun candel phải trải qua. Một bài huấn luyện được dùng để đảm bảo mọi đường kiếm đều giống hệt với lần vung đầu tiên, và tất nhiên nó là thứ được truyền lại kể từ đời gia chủ thứ nhất, ngài Tema Jun Lúc này nhát kiếm thứ 10.000 đã được chém xuống, nếu chỉ với từng mày mà muốn thử thách tôi thì ông lầm to rồi bắt đấu vương Gamun. Bên kia trái ngược với tinh thần hừng hực khí thế của Jin Gamun toát mồ hôi vì không nghĩ cậu ta làm nó nhanh đến vậy. Dù biết đó là người của gia tộc Jun Kandel nhưng cũng phải biết rất ít người làm nó hoàn hảo đến vậy, thật sự là chưa từng nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra. Tiếng hò reo ngay lập tức vang vọng khắp sân đấu tập, cậu ta hoàn thành nó nhanh thật, quả không hổ danh là người thừa kế xuất hiện sau một nghìn năm bên dưới sau một hồi im lặng jin cũng lên tiếng thắc mắc sao gamun ngài không nói gì đi ha ha ấn tượng lắm đối diện gamun lên tiếng và cho biết mình rất tượng với điều này chưa kể đến mỗi lần vung kiếm đều giống hệt nhau ta không ngờ cậu lại hoàn thành nó nhanh đến vậy thôi dùng cái tôi không muốn nghe mấy lời khen ngợi nhạt nhẽo đó nếu vậy thì cậu muốn ta nói gì gamun hỏi lại và tất nhiên đó là thứ mà ngay từ đầu ông đã nhắc đến hãy công nhận rằng tôi đã đủ tư cách để học kiếm thuật từ ông trước những lời đó kèm với hàng tá ánh mắt đang xăm soi phía trên gamun giả bộ ho khang vài tiếng được rồi ta công nhận cậu cậu đã sẵn sàng để nhận được aura kiếm từ bát đấu vương vĩ đại gamun ta đây hóa ra cha này bị bệnh ngôi sao ô ô ngài gamun ngầu quá đi đám bên trên càng hò hét thì cái mặt của ổng càng đỏ như trái cà chua nào nào mọi người đừng có tụ tập ở đây mà hãy làm việc của mình đi chứ đã đến lúc bọn ta bắt đầu tập luyện thực thụ rồi rõ là khoái nhưng mà cha gamun này cũng biết giả bộ gớm vừa dứt lời cánh tay của ông ta liền nắm lấy thanh đại kiếm của mình lên giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập nghiêm túc Jin thấy thế thì thắc mắc bộ lần này là đấu tay đôi à ha ha cậu đánh giá bản thân hơi cao quá rồi đấy cậu nhóc chỉ khi hai bên ở cùng đẳng cấp với nhau thì đây mới được gọi là đấu tay đôi nếu vậy thì khoảng cách giữa chúng ta lớn đến đâu trước câu hỏi của Jin Gamun chỉ lộ nụ cười đầy răng như được mùa của mình cậu đang hỏi khoảng cách lớn đến đâu à cậu thậm chí còn không thể dịch chuyển kiếm của ta nữa cùng lúc đó mũi kiếm trên tay Jin đồng thời đã đâm tới nó dễ dàng bị chặn đứng bởi thanh đại kiếm trên tay gamun cậu đang làm cái quái gì thế hả từ phía sau thanh kiếm đôi mắt phía dưới cái đầu chọc từ từ lộ ra đầy dữ tợn chẳng phải ông vừa bảo tôi còn không thể dịch chuyển kiếm của ông nên tôi muốn kiểm tra và tôi vừa khiến ông dịch chuyển kiếm đấy thôi thế là thằng nhỏ bị ông già chửi cho một trận to đầu thì đúng là ta nói thế nhưng mà không phải vậy cái ta muốn ở đây là dù cậu có chém vào kiếm của ta nhiều như thế nào đi nữa cũng không thể làm nó dịch chuyển được hóa ra ý của ông là thế à Jin nói như kiểu vô tình vậy thôi chứ thằng này thâm lắm, nó biết mà nó cố trêu ông già đấy các bác ạ. Nếu đã vậy thì bây giờ vào việc chính thôi, hãy nhắm vào thanh kiếm của ta và dùng hết sức để tấn công nó. Đáp lại bên kia Jin cũng đã rất sẵn sàng với thử thách này. Ngay giây sau một nhát kiếm với toàn bộ sức mạnh được cậu chém xuống đầy dứt khoát cơ mà cái âm thanh sau đó thì lạ lắm. Cùng với ánh mắt ngạc nhiên Jin nhận ra nó không đơn giản như cậu tưởng, cảm giác này cứ như là mình đang đập vào một bức tường thành vậy, có lẽ đây không chỉ đơn giản là lực tay của ông ấy đâu chẳng phải ta đã nói với cậu rồi sao gamun dương cao thanh kiếm của mình lên rỗng rạc tuyên bố rằng cậu không thể khiến thanh kiếm của ta dịch chuyển dù chỉ là một chút được rồi tôi sẽ thử lại lần nữa đối phương thì rất sẵn lòng với cái sự ngoan cố này cứ thử bao nhiêu tùy thích cho tới khi cậu bỏ cuộc ở lần vung kiếm thứ hai này jin biết cậu không thể hoàn thành nó với chỉ aura tất nhiên kiếm kỹ này không được dùng trong thực chiến làm gì có kẻ thù nào sẽ đứng đợi đối thủ tập trung sức lực chứ nhát kiếm với đầy sức mạnh ám khí kèm theo được vung xuống với sự quyết tâm cao độ sân đấu bên dưới được bao phủ bởi lớp bụi dày đặc sau cú va chạm mặt đất cũng tơi tả và vỡ nát sau đòn đó liệu rằng mọi thứ đã thành công giống như dinh dự liệu ấy thế mà chưa đầy một giây sau cơ thể của cậu đã bị đánh bậc ra xa với uy áp phản ngược lại Dinh cứ thế trượt dài một khoảng với cái đầu đầy khó hiểu cái quái gì vậy chứ sức mạnh giữa cả hai lại có sự chênh lệch đến mức này ư rốt cuộc chúng tộc của bọn họ là cái quái gì vậy ông ta thật sự chỉ là kẻ đứng thứ 8 trong đấu vương mình xin kết thúc phần này ở đây nhé các bạn mọi người nhớ hóng màn ăn hành tiếp theo của cậu út và đừng quên cho mình một like và subscribe nha mình xin chân thành cảm ơn